nghe nói nè. Tốt nhất là mày nên giết tao đi. Nếu không thì mày ở đâu tao cũng sẽ lôi ra để rửa hận cho con tao. Thì nó cũng là con anh mà. Nằm mơ à? Nó là con của anh Thiên. Anh bình tĩnh đi. Mày nói ai là người ra lệnh cho thằng nhóc nó giết người? Ai? Em xin lỗi, em không biết là sẽ... Anh chúc mừng em đã nhổ được cái gai gây nhức nhối suốt bao nhiêu năm qua hả? Tất cả cũng là do anh giúp em. Người ta thì một mũi tên bắn chết hai con nhạn, còn em cùng một lúc đẩy chết mẹ con nó. Anh Thiên không có ở nhà. Anh Thiên không có ở nhà thì cái thứ vợ tạm vợ hờ nên biết điều mà chui rút ở trong phòng. Đừng có chườn mặt ra phòng khách để mà khiêu khích vợ lớn. Chỉ có những kẻ người nhà của mình cũng hãm hại mới cần phải chui lủi thôi. Tao đâu có coi mày là người nhà. Vậy thì Tuấn và đứa cháu chưa ra đời của chị có phải là người nhà của chị không? Mày mà còn ăn nói lung tung nữa đừng trách tao. Mày tính cấu kết với con khốn đó hại chết má mày hả? Mày tính con của con. Tại sao không đi? Anh đã nói là anh sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa. Tôi không cần. Anh sẽ đi khi nào anh biết chắc chắn em an toàn và bình yên. Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi nói tôi không cần. Hãy được à? Đi đi. Thời gian sinh anh đó. Trong tình thế cần thiết này, anh muốn em thay anh chèo chống mọi chuyện cùng với chú Trung. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VieON. Con cưng có VieON, giải trí siêu đa dạng cho cả nhà.